Thì không, không tức thì sắc. Trên thế gian này, ai có thể nhìn thấu? Chùa Linh Ẩn có hòa thượng Tế Điên, dân du khắp nơi, uống rượu ăn thịt, xiển dương Phật ở tại tâm. Một tiếng cao, một tiếng thấp, đi trên đường vừa ca vừa quạt. Một tiếng hát, một tiếng cười, quần áo rách rưới, thích tiêu dao. Trong thiết Phật tự, hàng yêu cứu nạn, giọng bán tú tài, giỏ trúc đựng nước. Người bán thịt chó, cải tà quy chánh, từ bi vi hoài, nhân đạo là thần tiên, du hí tại nhân gian. Một tiếng cao, một tiếng thấp, đi trên đường vừa ca vừa quạt. Một tiếng hát, một tiếng cười, quần áo rách rưới, thích tiêu dao. Một tiếng cao, một tiếng thấp, đi trên đường vừa ca vừa quạt. Một tiếng hát, một tiếng cười, quần áo rách rưới, thích tiêu dao. Chuyện 33. Phong thủy bảo thọ. Nè nè, hàng lão lộn, đến đây, đến đây, đến đây nghỉ chừng chút đã. được rồi, đi nửa buổi cũng mệt rồi. Nào, lại đây, ngồi chỗ này, ngồi xuống, ngồi xuống. Chỗ này vẫn tốt hơn. Trời nắng nóng nhưng chỗ này lại mát quá hen. Đúng vậy. Nếu nói về tuổi thọ của cây này chắc cũng phải hơn 100 năm rồi à. Đúng vậy, ông nội của tôi khi còn nhỏ đã chơi ở dưới gốc cây này. Nghe ông cụ nói ngày xưa ở đây thường bị nạn hồng thủy, nước chảy vào trong làng giống như một con rồng, mạnh không thể ngăn được. Sau đó có người mời vị hòa thượng đến đây coi. Hòa thượng đó kêu người trong cây này ở đây gọi là Tỏa Long Đầu. Từ đó về sau trong làng không bao giờ xảy ra nạn hồng thủy nữa. Đúng vậy. Đây đúng là cổ thụ của làng chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Quý vị đều ở đây hả? Tiểu Sơn hả? Lại đây, ngồi bên đại thúc nè. Hai vị cũng đến rồi hả? Vâng, vâng. Đây, ngồi xuống đây, ngồi các xuống anh đây. Đến mát à? Vâng, quý vị cũng thế hả? Đúng vậy. Ở đây mát thiệt đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Cẩn thận, cẩn thận. Triều tài chủ đến. Từ từ thôi.
Lão gia, chính là chỗ này. Quả là một cái cây rất lớn. Khá lắm. Người đâu, chặt cây này cho ta. Dạ, dạ lão gia. Chặt cây. Sao lại chặt được chứ? Lão già sao lại chặt cây này? Tại sao hả? Lão già ta muốn chặt thì chặt, chứ làm gì có chuyện tại sao. Triệu lão già, nếu như ngài thiếu gỗ thì trên núi rất nhiều, cây này ở đầu làng không thể chặt được đâu. Đúng vậy, không thể chặt được mà. Ta cho các ngươi biết, miếng đất này ta đã mua rồi. Muốn xử lý thế nào đó là chuyện của ta. Cây này cũng là của ta mà. Ở đâu chặt đi. Trời ơi, không được chặt, không được chặt, đừng chặt cái đầu làng. Cái đầu làng không được chặt đâu. Đâu cha, không được chặt. Ta chặt thì sao chứ? Lão gia được chặt mà, lão gia. Chặt thiệt rồi, tạo nghiệp mà. Cậu xin các người đừng chặt, đừng chặt. Sắp ngã rồi, sắp ngã rồi. Xin đừng chặt. Lão gia được chặt nữa mà, lão gia. Lão gia. Lão gia được chặt nữa, lão gia ơi. Ây. Lão gia, trời ơi, ngã rồi kìa. À, chặt rồi, hay quá. Trời ơi, lão gia, cây của ta ngã rồi, cây của ta. Chặt rồi, hay lắm. Cẩn thận một chút. Lão thấy bà không sao chứ? Hả? Bà không sao chứ? Tôi không sao. Không sao là tốt rồi. Ý, trên mặt bà sao có hắc khí vậy? Hắc khí à? Chắc là đã gặp phải những thứ không sạch sẽ rồi. Cái gì? Đối với sức khỏe của bà không tốt thì là chuyện nhỏ thôi, nhưng e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bà. Đại sư à, xin ngài cứu tôi với. Cháu nội tôi mới có 3 tuổi à. Dễ thôi, dễ thôi. Tôi thấy bà cũng đã lớn tuổi rồi, xem như là một việc tốt giúp cho bà vậy. Cảm ơn ngài nhiều. Nhưng mà tôi phải làm như thế nào đây? Bà chỉ cần đem những thứ đáng giá trên người gói vào cái bao đỏ này của tôi, lập tức tôi sẽ làm phép cho bà. Tôi đọc và điếm chú trừ ma thì sẽ được tiêu tai giải nạn. Nhưng mà... Bà yên tâm, làm phép xong những món đồ này sẽ còn nguyên vẹn trả lại cho bà, không có bị mất mát cái gì đâu. Cảm ơn đại sư. Thủ sĩ giang hồ này, tiền bà cụ cũng dơ dét hết hả? Chỉ cần một chút xíu thôi thì đã lấy được số tiền của bà lão ngốc đó rồi. Nhiều tiền quá. Tiền. Tiền. Tiền, tiền. Cái lương gạt này thật là hay, không cần phí sức gì hết. Hay quá, hay quá. Tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối à. Tôn đệ tiên có nhà không? Ai đó? Là tôi, Triệu tài chủ. Hắn ta đến đây làm gì?
Sao không để được vậy? Lấy mình đẩy lên. Đó là cái gì vậy? Tôi vào được không? Dĩ nhiên là được. Chị Lão Gia mời vào. Chào chị Lão Gia. Chị Lão Gia. Triệu Lão Gia, xin mời ngồi. Triệu Lão Gia. Triệu Lão Gia, đêm hôm đến đây không biết có chuyện gì không? Dĩ nhiên là có chuyện cần thương lượng rồi. Tôn Đại Tiên, ông làm sao vậy? Không sao. Tôi vì Lão Gia Quan Lâm đến đây nên vui mừng kêu lớn lên như vậy thôi. Tôn Đại Tiên à, tôi đã cho người đi chặt cái cây đó rồi. Vậy thì tốt. Chúc mừng Lão Gia, chúc mừng Lão Gia. Đó là miếng đất có phong thủy tốt. Nếu như ăn cư lập nghiệp ở trên miếng đất này, trên có tổ tông che chở, dưới tạo phước cho con cháu đời sau, quả là phước của Lão Gia. Tôi nghĩ nếu như đem cây này làm cột nhà thì càng tốt hơn nữa đó. Chúc mừng Lão Gia, chúc mừng Lão Gia, thiệt là phước báo của Lão Gia. Vậy thì hay quá. Nam mô Tất Cả Thầy Ya, Nam mô A Di Đà Phật, Sa Ca La En Ho Cha Ya. Thì không, không tức thì sắc. Trên thế gian này, ai có thể nhìn thấu? Chùa Linh Ẩn có hòa thượng tế điên, dân du khắp nơi, uống rượu ăn thịt, xiển dương Phật ở tại tâm. Một tiếng cao, một tiếng thấp, đi trên đường vừa ca vừa quạt. Một tiếng hát, một tiếng cười, quần áo rách rưới, thích tiêu dao. Trong thiết Phật tự, hàng yêu cứu nạn, giọng bán tú tài, giỏ trúc đựng nước. Người bán thịt chó, cải tà quy chánh, từ bi vi hoài, nhân đạo là thần tiên, du hí tại nhân gian. Một tiếng cao, một tiếng thấp, đi trên đường vừa ca vừa quạt. Một tiếng hát, một tiếng cười, quần áo rách rưới, thích tiêu dao. Một tiếng cao, một tiếng thấp, đi trên đường vừa ca vừa quạt. Một tiếng hát, một tiếng cười, quần áo rách rưới, thích tiêu dao. Chuyện 34, Phong Thủy Bảo Thọ tiếp theo. Đúng là tên Tôn Bán Tiên này đang làm càn mà. Không ngờ cây cầu đầu làng bị chặt chỉ là để làm cột nhà thôi. Thiệt là... Sao có thể như vậy được chứ? Hay là chúng ta đi mời Tế Công Trưởng Lão đến đi, có được không? Chúng ta đi mời Tế Công Trưởng Lão đến. Đi thôi. Đi. Chuyện là như thế, cây đã mất rồi. Tế Công Trưởng Lão, Tế Công Trưởng Lão, ngài hãy giúp chúng con. Ngài phải giúp chúng tôi đi. Đúng vậy đó, Tế Công Trưởng Lão, ngài phải giúp chúng con. Đúng rồi, phải cho chúng nó một bài học mới được.
Đúng, phải cho bọn chúng một bài học. Đúng rồi. Phải đúng vậy, phải cho bài học mới được. Rốt cuộc phải làm sao đây? Hay là lôi bọn chúng ra đánh một trận? Đánh hả? Họ tiền nhiều người đông, người đánh nổi không vậy? Ta nghĩ hay là như thế này đi. Ê, huynh nghe nói gì chưa? Tối hôm qua, tiểu A Hoàng nhìn thấy ma ở trong bếp. Một con ma có mái tóc dài, mặt trắng như phấn vậy đó. Tiểu tử này chỉ biết ăn thôi. Có phải huynh đang tự hù dọa mình chăng? Bất luận thế nào, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma tóc dài. Nếu có chuyện này hả? Đó là... Không lẽ là ma? Cô ma! Cô ma! Sợ quá! Không ngờ như vậy cũng có người sợ. Ngã rồi. Không có ma. Không có. Chắc là chúng ta qua mắt thôi hả? Đúng vậy. Làm gì có chuyện ban ngày có ma chứ. Tiếp tục phải làm cho các người sợ ta mới được. Lại có đứa rồi kìa. Ma! Có ma cứu tụi người đâu? Cái này không thể ở nữa rồi. Không được nữa rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không được rồi. Con ơi, mẹ sợ lắm. Căn nhà này có ma. Có ma. Mẹ nói có ma hả? Phải, mẹ sợ. Triệu Lâu Gia, ngài có chuyện gì thì cứ việc nói ra đi. Tôi đến đây đã một lúc rồi, nhưng mà ngài chỉ thở dài thôi à. Triệu Lão Gia, rốt cuộc ngài đã gặp phải chuyện gì? Triệu Lão Gia, ngài nói ra đi. Tôn Đệ Tiên, ngài không biết đó, từ lúc tôi chuyển về căn nhà mới này đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Chẳng phải ông nói đây là miếng đất phong thủy tốt sao hả? Đương nhiên là phong thủy tốt. Nhưng bất quá chỉ là có mấy con ma nhỏ quậy phá chút thôi. Có dịp làm ăn rồi, ông không có chuyện ta còn phải làm cho có chuyện nữa kìa. Vậy ông nói đi, phải làm sao đây? Chuyện này xin Triệu Lão Gia yên tâm, tôi sẽ lập đàn làm phép đuổi hết yêu nghiệt cho ngài. Đó, vất vả Tôn Đệ Tiên quá, vất vả quá. Nhưng mà Triệu Lão Gia, lập đàn đuổi yêu nghiệt sẽ rất tốn kém đó. Tôn Đại Tiên yên tâm đi, chỉ cần có thể tiêu tai thì tiền nông không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Tôn Đại Tiên à, mời ngài làm phép cho. Triệu Lão Gia, ngài nhìn cho kỹ nghe. Thuật sĩ thúi. Thiên linh linh, địa linh linh, tứ phương thần thánh đến hiển linh. Thiên linh linh, địa linh linh, tứ phương thần thánh đến hiển linh. Nghe Tôn Đại Tiên à, ông phải triệt để trừng trị lũ yêu nghiệt này mới được. Đến lượt ta ra mắt rồi, xem ta khiến bọn chúng làm thế nào đây. Trời ơi, Tôn Đại Tiên ơi, sao kiếm con lại rớt rồi? Chút xíu nữa thì chúng tôi... Này, tôi xin lỗi.
Thôi được rồi, ông nên cẩn thận một chút, mau tiếp tục đi. Chuyện gì rồi kỳ lạ thật, rõ ràng là kiếm ở trong tay ta, sao lại có thể Triệu tài chủ, ông làm cái gì vậy? Sao lại lấy trái lời ném tôi chứ? Trời ơi, chuyện này là sao tôi? Sao còn ném nữa? Đừng có ném nữa mà. Không phải tôi muốn ném đâu. Ông làm gì vậy? Trời ơi, đâu giờ nào đau? Sao ông làm vậy? Trời ơi, đừng. Ông tài chủ hư hỏng này, rõ ràng là ông ném mà còn nói là không phải. Ông không sao chứ? Thật sự không phải là tôi ném mà. Ta không tính toán dòng nữa, nhưng lần sau có cơ hội ta sẽ xử lý ông. Tôi thật là kỳ lạ, tôi không có ném mà. Ta thấy đại tiền này vốn chẳng có pháp lực gì, ngay cả bảo kiếm bằng gỗ cũng không có cầm được. Mẹ đừng có lo, để ông ấy thử xem đã. Ta thấy có thử cũng vô dụng thôi, chỉ bằng đi nhờ Tế Công Hòa Thượng cầu Bồ Tát che chở còn linh nghiệm hơn. Lão Thái Thái, bà nói rất đúng đó. Người đó chỉ là một tên lường gạt thôi. Bà quên rồi sao? Hôm đó trên đường đi, chính hắn đã gạt hết số trang sức trong túi của bà đó. Thì ra là hắn à. Mặt của ta yếu nên ta không có nhận ra. Mẹ, đúng là ông ta gạt trang sức của mẹ hả? Mẹ nhìn kỹ để coi. Không sai, chính là hắn. Chưa cầm có nốt ruồi, ta còn nhớ. Coi hàng yêu chú của ta đây. Thầy cho tên đạo sĩ thúi giam gặp một trang sức của mẹ ta. Ôi, đau chết luôn, ông đau quá. Đau quá, chịu lâu chờ đau. Tôi bị đuôi hả? Tế Công sư phụ, nghe nói ngài thần công quảng đại, xin ngài cứu chúng tôi với. Chuyện này thì... Đúng vậy, Tế Công sư phụ à. Ngài có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Cứ nói ra đi. Ông đốn mất gốc cây trăm tuổi, phá mất địa khí, tất cả đều là báo ứng của ông trời đó. Bây giờ phải làm sao đây? Thật là tạo nghiệp mà. Tế Công trưởng lão, Phật sống Tế Công, xin ngài cứu giúp gia đình chúng con. Phải tốn bao nhiêu tiền con cũng đồng ý hết đó. Tiền bạc không cứu được bạn của ông đâu. Chỉ có một cách thôi, e rằng ông không có làm được. Cách gì? Con nhất định làm được mà. Đúng rồi. Ông đã phá hoại địa khí của làng này, chỉ còn cách là trồng thêm cây mới có thể tiêu tai giải nạn của chính mình. Chuyện này dễ thôi. Con bằng lòng. Nhưng mà ông đã chặt mất cây cổ thụ, cho nên trồng cây bù đắp cũng phải cẩn thận. Hằng ngày mỗi khi gà gáy sáng, ông dắt cả nhà đi trồng. Mỗi tháng trồng 7-7-49 cây, trồng đủ 12 tháng mới có thể tiêu tai giải nạn được. Trồng nhiều vậy sao? Tôi không làm được đâu. Người là kẻ bất hiếu à. Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được là sao chứ? Được. Quyết định vậy đi, con trồng là được rồi. Con trồng lại là được rồi chứ gì. Chịu tài chủ, ông lại đi trồng cây nữa hả? Đi đi, con nít về nhà chơi đi. Đi đi. Ông mà còn la chúng tôi hả? Tôi thể thừa với Tế Công sư phụ kêu ông trồng thêm cây nữa đó. Đừng nói lại nha. Ta thật sự làm khổ mình mà.